đóng cửa bắt giặc là tuyến thứ 22 trong số 36 mưu kế. Ý của nó là đối địch với kẻ địch mà mình nhất định phải tiêu diệt, thì phải bao vây bốn mặt của chúng lại để tiêu diệt chúng, giống như đóng cửa bắt giặc, bịt lồng bắt gà. Tôn Tấn liên tiếp dùng cái này tiêu diệt được quân phản loạn, dập tắt được sự rối loạn trong nước, tranh thủ để quân Tề có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tập 33: Đóng cửa bắt giặc. Trong số các người, ai sẽ đem tình hình thủy đô đến nói với phía tướng quân đây? Người thì sao? Hỏi ngươi đấy. Tướng quân, có chuyện gì vậy? Ta muốn ngươi đem tình hình ở thủy đô báo cho phía tướng quân biết. Bại tướng không dám. Người sợ phía tướng quân trừng phạt ư? Phía tướng quân sẽ không trừng phạt đâu. Việc để thủy đô thất thủ là lỗi của ông ta. Nếu ông ta để thêm nhiều quân ở lại, thì thủy đô đã không bị thất thủ. Không phải bại tướng sợ phía tướng quân, mà là sợ bị tiên sinh lừa. Xưa này người Đức Tề chúng ta nói đều giữ lời. Nếu người không tin, ta sẽ sai người khác đi. Không, tiên sinh để bại tướng đi ạ. Người hãy đến nói với phía tướng quân rằng trong 2 ngày nữa nhất định phải rời Mã Lăng, rút khỏi nước Tề. Nếu không... chúng ta sẽ giết tất cả bọn họ và binh lính của họ. Phía tướng quân, mà bất tài nên thủy đô đã bị đánh, xin tướng quân hãy trừng phạt. Quân nước Tề có người, khoảng 5.000 người ạ. Đứng dậy đi. Việc thủy đô thất thủ không phải lỗi của ngươi. Tạ ơn phía tướng quân. Phía tướng quân, quân của Tôn Tẫn chỉ vẹn vẹn có 5.000 người. Nếu đột ngột đưa quân về khiến Tôn Tẫn trở tay không kịp. Tôn Tẫn đánh lén thủy đô là muốn điều quân ta quay về đó. Ta sẽ không mắc lừa hắn đâu. Phía tướng quân, người nước Tề nói nếu trong 2 ngày quân không rời khỏi Mã Lăng, bọn họ sẽ giết tất cả các binh lính bị bắt làm tù binh ạ. Bọn họ không dám. Họ dám đấy. Nhất là vị tướng quân nước Tề đã nói câu này. Trông mặt mũi anh ta rất thanh tú, nhưng khi giết người thì không chớp mắt đâu. Trong việc công phá thành thủy đô, chính anh ta đã một mình một ngựa tiến lên phía trước. Có phải người đó kiếm thuật rất cao cường không? Đúng thế, anh ta vô cùng dũng mãnh, không ai địch nổi, tấn công vào thủy đô cứ như vào chỗ không người. Rất có thể là Trung Ly Xuân, vương hậu của nước Tề. Trung Ly Xuân ư? Không sai đâu. Để ngoài cô ta ra chẳng ai có thể dũng mãnh như vậy. Tướng quân, chúng ta nên đem quân về thủy đô, bắt vương hậu của nước Tề, thì không cần phải đánh, Tôn Tẫn cũng phải rút lui. Bay đâu? Dạ. Tướng quân, người hãy lập tức phi ngựa đi suốt ngày đêm quay về báo tình hình ở thủy đô cho nguyên soái biết. Rõ. Quân sư, người nước Ngụy không hề có biểu hiện muốn rút quân. Hãy nói với Cầm tiên sinh bảo bọn tù binh nước Ngụy mỗi người viết cho bạn bè người thân của mình ở trong đại bản doanh của quân Ngụy một bức thư. Vâng. Các ngươi nghe đây. Trong số các ngươi, ai có họ hàng thân tích đang ở trong doanh trại quân đội ở Mã Lăng thì hãy đứng về phía tay trái của ta. Không có à? Phải vậy không? Ta nói lại một lần nữa. Những ai có họ hàng trong doanh trại quân đội ở Mã Lăng thì hãy đứng sang bên tay trái của ta. Sao? Thôi được, những người này có thể đem giết. Vâng. Tiên sinh, tôi có họ hàng ở Mã Lăng ạ. Ai? Tôi ạ. Được, người có thể không phải chết. Hãy đứng sang phía bên tay trái đi. Vì sao? Nếu ta giết các ngươi, thì họ hàng của các ngươi sẽ thù hận ta. Khi đánh trận họ sẽ liều mạng, như vậy sẽ bất lợi đối với chúng ta.
去吧，弟弟，到左边去，在家里。 先生， tôi cũng có thằng, tôi cũng có tôi anh em ruột ở Mã Lăng, chú tôi ở Mã Lăng, tướng quân, tôi cũng có được tất cả những người có họ hàng ở Mã Lăng, hãy đứng sang phía bên tay trái của ta. Tiên sinh, tuy tôi không có họ hàng ở Mã Lăng, nhưng tôi có bạn bè Mã Lăng. Nếu ngài giết tôi, thì họ cũng sẽ liều mạng với ngài đấy. Được. Người cũng có thể sang bên đó. Tôi cũng có. Ai có bạn bè ở Mã Lăng, đứng sang bên đó. Các người, có ai nói dối không? Không ạ. Thế thì tốt. Mỗi người các người, hãy viết cho họ hàng bạn bè của mình một lá thư. Trong thư muốn nói gì cũng được. Nếu không viết tức là đã nói dối. Nhưng tôi không biết chữ, Từ nhỏ tôi chưa từng viết thư, tôi cũng không biết. Được. Nếu các người không biết viết, ta có thể tìm người viết hộ cho các người. Người hãy lập tức quay về nói với phía tướng quân là mọi việc phải hành động theo lời dặn trong thư, không được sơ sẩy đấy. Vâng. Người đi xem sao bằng thông vẫn chưa tới. Vâng. Nếu ta là mây thì tốt. Nhưng đáng tiếc, nàng lại không phải. Ngài đến đây làm gì? Ta đến để nói chuyện tâm tình với nàng. Ngài đừng có lại đây. Cẩn thận, nàng sẽ là sông. Ngài buông tôi ra. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Nàng sắp lấy ta rồi. Buông ta ra, đồ khốn kiếp. Ta sẽ không lấy người đâu. Buông ta ra. Nàng đã nhận lời ta thì không thể từ chối được. Buông ta ra. Ta muốn có nàng. Buông ra, bằng thông. Ta sẽ không lấy người đâu. Buông ta ra. Nàng có chỉ mắng cũng chẳng ăn. Hôm nay ta muốn có được nàng. Buông ta ra. Buông ta ra. Được, ta nhận lời với ngươi. Ngươi buông ta ra. Thế mới phải chứ. Nàng không bằng lòng cũng chẳng ăn thua. Cái phải chịu tội vẫn sẽ là nàng. Nàng không hổ là em gái của Trung Ly Xuân. Rốt cuộc thì cũng có vài miếng võ. Ngươi đừng có lại đây. Nếu ngươi lại đây, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Chẳng ăn thua đâu. Tuy tay không, nhưng ta có thể bắt được nàng. Nếu ngươi lại đây, ta sẽ chết trước mặt ngươi. Trung Ly cô nương, cần gì phải làm như vậy? Việc nàng lấy ta chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đừng hòng. Ta có chết cũng không lấy được kẻ khốn kiếp như ngươi đâu. Trung Ly cô nương, chớ nên tức giận. Vừa rồi ta nổi hứng nên không kìm được. Sau này ta sẽ không ép nàng nữa đâu. Thế thì được. Vậy ngươi hãy đi đi. Đừng bao giờ đến quấy rầy ta nữa. Đi đi. Đi đi. Ta sẽ đi. Đừng có việc này, ta muốn nói cho nàng biết. Ta biết nàng đã đem chuyện tên công tử già phung thác báo với nước Tề. Nàng là gian tế.
Là gian tế thì sao? Nàng sẽ chết rất thảm đấy. Nếu người muốn thì có thể giết ta ngay bây giờ. Không, ta không muốn nàng chết. Nếu ta muốn nàng chết thì ta đã báo chuyện của nàng cho chúng ta từ lâu rồi. Giờ ngươi vẫn có thể nói cho hắn, ta sẽ không trốn đâu. Ta sẽ không nói cho chúng của ta đâu. Bằng tướng quân, bằng tướng quân, bằng tướng quân, bằng tướng quân, cuối cùng thì đã tìm thấy ngài. Có chuyện gì vậy? Thì tôi đã thất thủ, nhưng phải bảo ngài lập tức quay về phủ ạ. Vì một người đàn bà mà ngươi hồn siêu phách lạc như vậy ư? Đã năm lần bảy lượt ta tìm mà không thấy bóng dáng của ngươi đâu. Ngươi cũng sẽ làm hỏng việc lớn của ta mất. Thưa chú, cháu có lỗi. Sau này không được phép tìm Trung Ly Thu nữa. Thưa chú, cháu không thể không có cô ấy. Đã là một tướng quân chinh chiến ở xa trường, không có cô gái nào trên đời không thể xa được. Thủy Đô, cháu đã nghe chưa? Rồi ạ. Hãy lập tức đem ba vạn quân đi xuất ngũ đến Thủy Đô. Ta sẽ dẫn đại quân theo sau. Vâng. Khi các người đến Thủy Đô, chỉ bao vây mà không được tấn công. Đợi ta dẫn đại quân sẽ quyết định việc tấn công thành. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Quân Tây tới, quân Tây tới, quân Tây tới. Quân Tây tới, quân Tây tới. Binh lính nước Ngụy hãy nghe đây. Chúng ta đến đây là để đưa thư cho các người. Họ hàng thân thích và bạn bè các người ở Thủy Đô. Sau 3 năm nữa sẽ mãi mãi phải xa các người. Các người phải nhận bức thư cuối cùng của họ đi. Phóng tên. Bắn. Hãy thu lại tất cả những bức thư mà quân Tề bắn vào rồi đem đốt. Kẻ nào lén giấu sẽ phải chết. Rõ. Tôn Thẫn thật đáng ghét. Tôi sẽ không còn gặp anh tôi nữa rồi. Đừng đau khổ nữa. Chúng ta đi tìm Phí Tướng Quân để cứu anh của ngươi. Đúng, đi tìm Phí Tướng Quân. Các ngươi làm gì vậy? Nộp ra đây. Nộp ra đây. Người nữa, nộp ra đây. Tây Môn tướng quân, hãy để tiểu nhân giữ bức thư này lại. Đây là bức thư cuối cùng của anh trai tiểu nhân. Phí tướng quân có lệnh, kẻ nào không chịu nộp thư sẽ bị giết chết. Giết tiểu nhân cũng sẽ không đưa lại đâu. Nộp ra đây. Tây Môn tướng quân, hãy để cậu ấy giữ lại bức thư đó đi. Cậu ấy và anh trai cậu ấy sống dựa vào nhau, không đi cứu anh trai của mình. Cậu ấy đau buồn lắm rồi. Mày thì biết cái gì? Đây là quân lệnh. Đừng nói là hắn. Mà ngay đến thư của cha mẹ hắn cũng không được giữ lại. Nộp ra đây. Không nộp ta sẽ giết người đấy. Tướng quân cứ giết tiểu nhân đi. Anh của tiểu nhân không sống được. Tiểu nhân cũng chẳng muốn sống đâu. Ta nói lại một lần nữa. Nộp ra đây. Ta phải hành động theo quân lệnh rồi. Buông tay ra.
西门将军。Tây Môn tướng quân, kiếm của ngài nên chém vào người tề chứ không nên chém vào binh lính của mình. Ngươi muốn chống lại quân lệnh ư? Không dám. Tiểu nhân chỉ muốn nói một cách công bằng cho họ thôi. Nếu không dám thì ngươi đi đi. Xin mời tướng quân. Tây Môn tướng quân, xin hãy nghe tiểu nhân nói đã. Ta không nghe. Đi đi. Tiểu nhân không thể đi được. Không đi tức là chống lại quân lệnh. Và ta có thể giết người đó. Tướng quân có giết, tiểu nhân cũng không đi đâu. Nếu lưỡi kiếm này của ta không giết được ngươi, ngươi hãy nói. Đội trưởng, đội trưởng. Tướng quân không cho tiểu nhân sống thì tướng quân cũng đừng còn sống được. Các ngươi định làm gì vậy? Người mà bị ép buộc thì chuyện gì cũng dám làm. Dừng tay, dừng tay. Đội trưởng, chúng ta thì cũng chết. Chúng ta chết, thì họ cũng đừng còn sống được. Đừng có hồ đồ. Các ngươi nên tìm người nước Tây để trả thù, chứ đừng tham hại lẫn nhau. Nhưng anh của tôi sắp chết rồi. Chúng quân như bọn họ đã không chỉ cứu mà ngay đến một bức thư cũng không cho tôi giữ lại. Tây Môn tướng quân, người thân của những binh lính này từ nước Tề giữ lại thì đâu làm con tin. Họ đến nguy đến nơi rồi, họ nóng lòng như lửa đốt. Nhưng các tướng quân không những không nghĩ cách đi giải cứu mà còn ép các binh lính của mình ra nộp thư của người thân. Một khi họ bị ép quá thì không cần đánh nhau, chúng ta sẽ tự rối loạn rồi. Người thì biết cái gì? Đây là âm mưu của người nước Tề. Ngài là tướng quân, ngài phải nghĩ cách để làm thất bại âm mưu của nước Tề, chứ đừng nên để ép lòng căm thù của binh lính. Người hãy đến mà nói với Phí tướng quân, ta chỉ chấp hành mệnh lệnh của ông ấy thôi. Được, chúng ta sẽ đến gặp Phí tướng quân. 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 Tướng quân, tướng quân, bọn họ, các người định làm gì vậy? Phí tướng quân, chúng tôi đến hỏi ngài là các ngài định giải cứu những người anh em của chúng tôi ở Thủy Đô như thế nào đây? Ta đã sai người đem chuyện Thủy Đô báo cáo với nguyên soái rồi. Nguyên soái sẽ cứu bọn họ. Trong hai ngày thì đại quân của nguyên soái sẽ không tới đó được. Lúc đó bọn họ đã chết cả rồi. Các người yên tâm đi. Người nước Tề muốn mượn chuyện này để điều quân của chúng ta quay về đó, nhưng chúng sẽ không giết họ đâu. Nếu chúng giết họ thật thì sao? Chúng ta sẽ trả thù cho họ. Ta chết rồi mới trả thù thì chi bằng hãy giải cứu cho họ. Nếu anh của ta chết, đến gặp tướng quân để đòi mạng đấy. Hỗn sự, ta hỗn sự đấy. Nếu ngài không quay về thì đâu thì bây giờ ta sẽ lấy mạng ngài. Buông vũ khí xuống. Không được vô lễ tướng quân. Phí tướng quân, nên thông cảm với tâm tư của anh em binh lính lúc này. Nếu người thân của ngài bị quân nước Tề bắt đang nguy cấp đến nơi, thì tiểu nhân nghĩ ngài cũng sẽ không bỏ mặc họ đâu. Ta sẽ kiềm chế bản thân. Ta là tướng quân thống lĩnh toàn quân, ta sẽ không vì chuyện đó mà bỏ mặc đại cuộc. Tướng quân, nếu tiểu nhân là tướng quân, thì sẽ vừa lo cho đại cuộc, vừa nghĩ cách giải cứu họ. Nói thì đơn giản nhưng làm thì khó đấy. Không khó đâu, chúng ta có thể đánh lén vào đại bản doanh của người Tề, bắt mấy tên lính Tề làm con tin để đổi lấy em của chúng ta. Lén tập tức tức. Đâu có dễ dàng như vậy. Tôn Tẫn đã đề phòng từ trước rồi. Tướng quân có thể bày kế dụ quân của Tôn Tẫn ra khỏi doanh trại thì chúng ta sẽ tập kích họ dễ dàng hơn. Tôn Tẫn sao có thể nghe theo sự điều khiển của ngươi được? Tướng quân giả vờ quay về thì đấy, Tôn Tẫn sẽ rời khỏi doanh trại của họ. Người nào đã giúp ngươi nghĩ ra cách này vậy? Tôn Tẫn ạ. Tôn Tẫn ư? Bọn tiểu nhân và Tôn Tẫn đã giao chiến với nhau nhiều lần. Chúng ta giành được thắng lợi là vì dựa vào cách gọi là hư hư thực thực dương đông kích tây. Ta thấy người hoàn toàn có thể là một tướng quân được. Các người về đi. Hãy về mai sắc binh khí của mình để chuẩn bị một trận huyết chiến với người nước Tề. Rõ. Tướng quân, Tôn Tẫn tính toán như thần. Hạ quan lo chúng ta tập kích sẽ không thành công, mà ngược lại còn bị thiệt hại. Chúng ta cứ nên cố thủ không ra, đợi quân của Vạn Nguyên Soái đến thì hơn. Cố thủ không ra, khó có thể làm yên lòng quân lính. Ta cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Tướng quân, sao tướng quân không bảo các tướng quân ở Mã Lăng đem quân sang đánh lén đại bản doanh của Tôn Tẫn? Như vậy vừa làm yên lòng binh sĩ và nhân cơ hội này đem quân về Thủy Đô. Cao tướng quân, nếu cả tướng quân tập kích không thành, Mã Lăng sẽ rơi vào tay Tôn Tẫn mất. Tướng quân,
Nếu chúng ta tập kích không thành, bị thất bại, thì Mã Lăng cũng sẽ không giữ được. Vì vậy thì quá không phải đối với Cao tướng quân. Dùng binh đánh trận, phép dùng binh để đánh trận, chỉ có thắng hay thua, không có chuyện phải hay không phải. Đối với chị ta. Phi tướng quân phái ra sai người đem thư khẩn tới, nói là Trung Ly Xuân đã chiếm được Thủy Đô. Trung Ly Xuân đi rồi ư? Tốt quá. Chúng ta có cơ hội rồi. 就是中立川不走，我们也有机可乘啊。飞将军打算装作回兵，守卫孙膑的守卫，离开大营。他让我们趁机袭击孙膑的大营，孙膑首尾不能相救。孙膑的兵从来不顾及大营，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 孙膑的兵从来不顾及
phía tướng quân. Tiến công mà tấn công vào Mã Lăng thì sao? Phi tướng quân sẽ rút quân về Mã Lăng, tập kích Tôn Tẫn từ phía sau lưng hắn. Theo tôi, phi tướng quân sẽ không đem quân về tập kích Tôn Tẫn. Việc để phi tướng quân thất thủ, phi tướng quân phải chịu lớn. Chúng ta chẳng thể nào ăn nói được bằng miệng. Ông ấy bảo ta tập kích vào Đại Bản Giang, là muốn chúng ta giữ chân Tôn Tẫn lại, để ông ta mượn cơ hội này quay về đoạt lại Thủy Đô. Phi tướng quân sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Nếu bỏ mặc chúng ta, thì càng không thể ăn nói trước mặt nguyên soái được. Vì để cẩn thận hành động, tôi sẽ phái mấy chục binh lính cảm tử lén vào danh trại kẻ địch. Nếu quân không phòng bị, liền phóng hỏa pháo, không để phòng thì đốt lửa làm hiệu, sẽ xuất quân khỏi Mã Lăng, tiêu diệt hoàn toàn danh trại của địch. Nhưng không biết vị dũng sĩ nào có thể đảm đương được trọng trách này. Ha ha, Cao tướng quân. Cao tướng quân. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Có phải là muốn để anh em họ Nghị chúng tôi đi không? Ngoài anh em các vị ra, chẳng ai có thể đảm đương được trọng trách này. Nhưng hành động lần này rất nguy hiểm. Chín phần chết chỉ có một phần sống. Nếu các ngươi không muốn đi, ta cũng không ép. Cao tướng quân, đừng có vờ vịt nữa. Đã nói thế này, thì anh em chúng tôi không muốn cũng phải đi. Cao tướng quân, hãy chuẩn bị 50 binh lính để giúp chúng tôi. Được, ta sẽ lập tức cử người đi chọn. Quân sư, cuối cùng thì phí tướng quân đã đi rồi. Hay lắm, chúng ta cũng rời khỏi doanh trại đi. Hẹn gặp nhau trong doanh trại quân tề. Cao tướng quân, ngài không gạt anh em tôi đấy. Ngụy Thúc, ngươi nói thế là thế nào? Nếu ngài lừa gạt anh em chúng tôi, dù có biến thành ma chúng tôi cũng sẽ không tha. Ta có thể thề với trời. Cao tướng quân, Cao tướng quân lừa người khác cuối cùng sẽ bị người khác lừa lại thôi. Tướng quân, có chuyện gì vậy? Quân đội của Tôn Tẫn không đuổi theo ạ. Hãy truyền lệnh tăng tốc hành quân trước khi trời sáng, phải đến được Thủy Đô. Anh cho chúng trở tay không? Rõ. Sao chẳng có động tĩnh gì nhỉ? Ba anh em họ Ngụy đó chắc không vào trận mà bỏ trốn rồi.
Vậy sư huynh đệ không phải là hạng. Anh em họ Ngụy không phải là hạng người đó đâu. Sao không thấy người ra chữa cháy chắc là quân của Tôn Tẫn đã đi rồi. Vào đi, đã đốt cháy toàn bộ doanh trại của Tôn Tẫn. Ừ, cẩn thận kẻo trong doanh trại có quân mai phục đấy. Còn mấy tên lính mai phục thì sợ cái gì, sẽ đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Đi thôi, vào đi xem sao. Hãy nhìn thấy doanh trại quân Tề đã bị cháy rồi. Hay lắm. Vậy sư huynh đệ cẩn thận. Họ Ngụy làm sao? Hãy để vào ngàn quân Trung Nam mã năng. Những người khác hãy ra khỏi cửa phía tây, tiến đến thủy đô. Rõ. Các tướng quân, chúng ta không tập kích vào đại bản doanh của Tôn Tẫn ư? Vị tướng quân đã đến thủy đô, nếu chúng ta không đi thì chẳng phải tự chuốc lấy sự diệt vong ư? Các tướng quân nói là phi tướng quân đem quân về thủy đô chỉ làm ra bộ như vậy thôi. Ta nói chuyện đó cho ba anh em họ Ngụy nghe thôi. Thực ra từ lâu ta đã nhận rõ mục đích của phi tướng quân rồi. Như thế, chẳng phải là các tráng sĩ họ Ngụy sẽ bị chết một cách vô ích ư? Nếu bọn họ không chết, thì chúng ta làm sao có thể bình yên rời khỏi Mã Lăng được? Lão Tam. Tam đệ. 哪有伏兵啊，就算有伏兵也早下了。快跑！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 快
你怎么办？你们已经无路可逃了。Các người chẳng còn đường trốn ở đâu. Đầu hàng. Nếu không muốn thì hãy đầu hàng đi. Đầu hàng. Đầu hàng ư? Ta không chịu đâu. 老子不会。这么了不起的。có gì ghê gớm đâu. 我就是意思。cùng lắm. Chết chứ gì. 我们死了，你们也活不了几个。các người cũng chẳng sống được mấy tên. 高将军的军队一会儿就到。tướng quân sắp tới rồi. 还是放我们回去吧。hãy để chúng ta quay về đi. 我们可以让高将军退回马陵。chúng ta có thể bảo quân rút về mã. 魏氏兄弟。mấy anh em họ Ngụy kia. 你们还蒙在鼓里呢。các người vẫn chẳng biết gì cả. 高将军已经率领军队前往垂都了。胡说。nói bậy。高将军根本不会抛弃我们，不管他不抛弃你们，早就应该到了吧？可是你们敌，马林方向没有任何动静。不过，但是他也跑不了。孙金师，早就布好了天罗地网。什么意思？没动静。这，这，高将军，不好了！孙膑大军拦住了我们的去路。đại quân của Tôn Tẫn đã chặn đường chúng ta. 高将军，高将军，你可怎么办？làm thế nào bây giờ？ 你们俩速速带兵追孙膑。是是，驾驾，跟我上！mau rút quân！ 驾！公子，我看我们还是返回马陵吧。chúng ta phải nhanh chóng quay về Mã Lăng thôi. 驾！Rút! Chờ! Rút! Quay chờ! Nhanh lên! Quay! 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 Quay!
Các ngươi là ai? Nếu không trả lời chúng ta sẽ bắn đấy. Ta là Cao tướng quân. Mở cổng thành đi. Ngươi không phải là Cao tướng quân. Cao tướng quân đi thì đâu rồi? Lại quay về. Cao tướng quân không thể quay về được. Các ngươi mau đi. Nếu không đi chúng ta sẽ bắn đấy. Cao tướng quân, xem ra ở Mãn Lăng không có biến cố gì đâu. Đừng do dự nữa, nếu không vào thành thì không kịp đâu. Ta là Cao tướng quân đây, mau mở cổng đi. Nghe ra, ngài là Cao tướng quân, người vừa rồi không phải. Cao tướng quân, sao ngài lại quay về? Sau khi vào thành sẽ nói, mau mở cổng thành đi. Vâng, mà tướng sẽ ra mở cổng ngay. Cao tướng quân, kế này của quân sư gọi là kế đóng cửa bắt giặc. Anh em họ đã bị quân sư nhốt vào trong doanh trại. Các ngươi thì bị nhốt ở Mã Lăng. Chỉ có phí tướng quân lại chạy được. Nhưng kết cục của hắn chẳng hay ho gì. Nếu muốn sống, chỉ có cách đầu hàng thôi. Nếu không sẽ phải chết. Đi sau một bước là hỏng hết mọi chuyện. Trong các ngươi còn kẻ nào muốn chết nữa không? Điền tướng quân, chúng tôi xin đầu hàng. Bỏ vũ khí xuống. Vị quân nhân, sao người nước Mỹ vẫn chưa tới nhỉ? Nếu người nước Mỹ tới thì chúng ta sẽ không đi được đâu. Ta rất muốn quyết chiến một trận với người nước Mỹ. Sau này sẽ có cơ hội. Chúng ta nên quay về thôi. Nhưng ta sẽ chẳng có cơ hội được cùng đánh trận với nàng nữa. Trung Ly cô nương, ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Chuyện gì cơ? Hãy nói đi. Khó nói lắm. Chúng ta đã là bạn bè nhiều năm, có chuyện gì khó nói đâu. Tiên sinh, mau nói đi. Ta... Vương hậu, cầm tiên sinh. Vương hậu, cầm tiên sinh. Thì nói là người Mỹ, giờ chỉ còn cách thủy đô 20 dặm. Nhanh lên. Chà!
飞将军，齐国人天亮以前离开了水都，向东而去，我们追不追？chúng ta có thể đuổi theo không ạ？孙膑诡计多端，我们lắm mưu nhiều kế，我们不能再上当了。chúng ta không thể xa vào bẫy của hắn một lần nữa được。让他们去吧。是，下，驾。你为何要嫁万公子的名字？你为何要为老夫脸上抹黑？你为什么要与齐国为敌？你为何要为国人做事？你为什么要陷害老夫？你罪该万死！你打死你！我打死你！你也难解老夫的心头之恨呢。太后，是现在处死的，还是把他押回林子以后再处死？还是把他押回算了，thôi，就饶他一条活命吧。难得hiếm có kẻ nào lại giống sao sư con trai ta như hắn。cứ để hắn ở bên ta hầu hạ ta。多谢太后不杀之恩。太后đã không giết。小人就是肝脑子肝óc lấy đất，也要侍奉好太后。hầu hạ太后。飞将军。飞将军。你知道这次。người có biết vì sao？我为何？ta không thể tha thứ cho ngươi không？知道。biết à？mặt tướng đã tự ý rời khỏi Mã Lăng, làm hỏng kế hoạch lớn của Nguyên Soái. Không, ngươi đã không đuổi theo Trung Ly Xuân. Chúng ta đuổi theo Trung Ly Xuân. Mặt tướng đến thủy đô thì Trung Ly Xuân đã đi rồi. Cô ta vừa mới ra đi, ngươi có thể chặn cô ta lại. Mặt tướng sợ lại trúng phải quỷ kế của Tôn Tẫn. Bị thất bại trước Tôn Tẫn, ta không đáng sợ.Điều đáng sợ là từ trong lòng mình có ý sợ hãi hắn. Một khi sự sợ hãi này lan truyền trong toàn quân, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được Tôn Tẫn. Nguyên soái, mặt tướng hiểu à? Nguyên soái hãy giết mặt tướng đi. Mặt tướng sẽ không oán hận Nguyên soái đâu. Nguyên soái.我一家老小，mọi người già trẻ trong nhà mặt tướng, bái thua元帅了，xin nhờ cậy vào nguyên soái đi。你放心的去吧。Ngươi yên tâm đi đi。叔父，thưa chú，不能就此罢休。chúng ta không thể buông tay được，应该立刻进攻马陵。cần phải lập tức tiến quân về Mã Lăng。与孙膑一决高低。此时此地，nơi này，不是决战的时机。lúc này không phải là thời cơ để quyết chiến。何时何地，vậy khi nào và ở nơi nào có thể quyết chiến với Tôn Tẫn đây？调孙膑，hãy điều Tôn Tẫn rời khỏi nước Tề，在我国境内，quyết chiến với hắn một trận trên lãnh thổ nước ta。叔父打算，chú định làm thế nào để Tôn Tẫn rời khỏi nước Tề？攻打韩国，ta sẽ tấn công nước Hàn。